Tôi Quy Tự Lập, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng mộ cổ chính ở trước mặt tôi. Và ở trước mặt tôi đó, và ngày hôm nay buổi trưa thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong cũng như tà lỡ tiếp theo. Thì ở đây bầu trời ngày hôm nay trời rất là gió và rất là nắng, và vượt hàng trăm cây số đi đến đây đó, rất là xa xôi. Thì ai có lọc đây để mà tà lỡ cô chính và các chị ở đây đó, đã cho về 91 đầu đấy, miền Nam, miền Trung. Và ngày hôm nay một ngày rất đẹp, thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong để mà tà lỡ. Thì ai có lọc đây để mà tà lỡ cô chính và các chị vậy, trái cây miếng bánh. Rồi thì tôi tiếp tục để mà tiến vào bên trong một ngày mới buổi trưa cũng như ngày hôm nay. Thì vừa vào có bướm bướm bạn đang bay đây. Rồi cái mũ đây, hồi bữa giờ không thấy thì cái mũ ở đâu, ở tại nơi này đây. Nơi này thì mũ bảo hiểm vẫn còn đó. Mũ ở đâu mà có tại nơi này, một nơi hẻo vắng hẻo lánh. Thì trước kia là một quê biển, biển cả mênh mông. Chim chóc đang kêu reo, chắc kỳ lễ đói lắm đây. Thì ở đây có cái công đức, ai có công đức đây sẽ được ghi nhận đó, tại nơi lăng bài này, cũng như Long Thành cũng là công đức. Long Thành thì để mà ta lễ miếng bánh trái cây cũng là công đức để mà ta lễ đó. Và ở đây ngay trước mặt tôi là thì cây cối tùm thôi, và ở đây là một nơi ngọn núi. Thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong, tôi đang đứng ngay chánh điện tại nơi này đó. Rồi nơi này đầy linh thiêng tại nơi này đó, qua được qua tiền tài. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào bên trong để mở tờ lệ. Thì hoa này cũng đã héo rồi đó, héo hết rồi. Thì nơi này quá là gió, ở đây thì quá gió cho nên rét đến tấp trong này quá nhiều luôn. Thì tôi đang quét đây đó, quá gió toàn hắt vô không. Rồi để mà dọn chút cho nó sạch sẽ. Qua khu vực và đi đến đây rất là xa xôi. Và ở đây đại sự thiền này thì tôi cũng như vẽ một chút nhành hoa, nhành cây để mà có cái lễ đó, bông hoa hoa quả để cho có một chút tượng trưng. Rồi thì nơi này đầy gió, lúc nào cũng có gió hai quá trời. Hoa ở đây quá trời. Rồi một ngày buổi trưa này đầy sự linh thiêng tại này, và điều gì sẽ đem đến cũng như sẽ xảy ra tại nơi lăng mộ cổ chính này. Thì tôi đang đặt đồ đó.
Rồi, quay thêm tiếp. Thì có cái tượng trưng hoa quả bông hoa. Và để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ và lên hương tiếp theo. Đấy, ai cả lọc đây để mà cũng như ủng hộ tài lợi chúc nhân điện, nhân khói và cũng như để phù hộ độ trì tiếp theo thành công, thì ai có lòng thành ở đây sẽ được may mắn tiền tài và cũng như thành công tốt đẹp, bình an vô sự, may mắn mọi việc được thành công. Đó. Thì về tâm linh, về tâm linh thì ai có lòng thành sẽ biết hết. Đó. Cho nên mỗi việc, mỗi trái cây, miếng bánh, nếu mà ai có lòng thành thì ở đây sẽ được điều lệ, được ghi nhận tất cả. Đó. Còn ai không có lòng thành thì cũng bó tay luôn. Thì để mà tiếp tục tôi sẽ mua trái cây miếng bánh này để trả lời. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi và tại nơi lăng bạc của chính này, và mỗi ngày đấy vượt hàng trăm cây số đi đến đây, nổi dây ghẹ luôn, nghe tới một hàng trăm cây số thì nổi ốc cục. Rồi thì trái cây đó, thì tôi đang đặt đồ và lên hương. Vượt hàng trăm cây số đi đến đây cũng như ta là đó. Rồi cứ tài lệ thôi. Đó. Cứ tệ lệ và tôi không biết ai được lọc, nhưng ở đây cứ ra thì tôi tệ lệ, có ít thì tệ ít, có nhiều thì tệ nhiều, không có thì miếng dây, miếng bánh, miếng nhang. Đó. Cứ tệ lệ thì ai có lòng thành đây cũng như ủng hộ thì miếng bánh, trái cây gì đó của ít lòng nhiều để mà tài lệ. Thì ai có lòng thành đây cũng như là phụ nhân điện chúc thầy cây miếng bánh, thì nơi này thì cô chính và các chị đây sẽ được phù hộ độ trì thành công tốt đẹp, tiền tài rực rỡ, bình an vô sự. Đó. Thì ở đây đều mong muốn như thế. Thì tôi đang đặt đồ vào hương tiếp theo. Rồi. Thì nơi này ngày nào cũng như thế, cứ như thế thôi. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi cũng như và ai muốn theo dõi ở đây đầy sự linh thiêng, tiền tài thành công viên mãn, tài lộc may mắn, tiền tài bình an, thì để không quay thành công, thì thành công thì có lòng thành cũng như miếng giấy miếng bánh, đó là thành công. Đó. Cũng như là của ít lòng nhiều, thì để mà ta là
thì bắt đầu tôi sẽ lên hương, lên đèn. Ngọn đèn này sẽ soi sáng ngày hôm nay, buổi trưa này, ngày 8 tháng 3 rồi đó, ngày quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ. Và ở đây thì cô chính là phụ nữ, cũng như để mà thành công phù hộ độ trì thì cô chính và các chị ở đây để phù hộ độ trì, may mắn mọi việc được thành công, tài lộc rực rỡ. Rồi, ai khấn vái bình an thì sẽ được có bình an, may mắn, cũng như đang xem này, và điều gì sẽ xảy ra cũng như sẽ đem đến đây. Thì ngày hôm nay cũng có trái cây, đấy, sữa, tiền vàng bạc để trả lời. Rồi, thì tôi cũng đã nói hết rồi. Và ở đây đang gió lên ầm ầm phía ngoài, đang nổi gió lên ầm ầm ở phía ngoài. Đấy, thì tôi đang nói ở đây, cũng như là ai có lòng thành cũng ủng hộ, thì tôi đang vừa nói tại người ngay cái lăng bà này, ngay cái ngôi miếu cô chính này, thì bà sẽ nghe, và cũng như phù ai có lòng thành thì sẽ được phù hộ, còn ai không có lòng thành thì tôi cũng bó tay luôn. Và tôi sẽ lên hương này. Ở nơi này ngày hôm nay thì trời rất là gió, ngày 8 tháng 3 này rất là gió, và nổi gió lên ầm ầm. Và điều gì sẽ đem đến ngày hôm nay đó. Và ngày hôm nay bông hoa bán đầy. Thì ở đây ai là phụ nữ đang ở đây thì đang xem này, ngày hôm nay thì sẽ may mắn và điều được tài lộc, may mắn, tiền tài, thành công, tốt đẹp, viên mãn. Rất là gió này, trời, chỗ này thì rất là gió. Thì tôi sẽ đặt mỗi chỗ mỗi cây và lên hương. Thấu đến phương Tây, kỳ thơm quá lạ. Cũng là hương. Và ở đây trời rất là gió này. Đấy, đang gió nổi lên ầm ầm. Quá trời. Rồi. Một khung cảnh cũng đầy hết sức đẹp. Thì ở đây tôi cũng đã đặt đồ vào lên hương rồi, thì tôi sẽ khấn vái cũng như tả lời tiếp theo ngày hôm nay để mà thành công, may mắn, mọi sự thành công thì cô chính và các chị ở đây phù hộ độ trì để mà khấn vái may mắn, tiền tài rực rỡ, tài lộc, may mắn, bình an vô sự. Thì ai có lòng thành ở đây sẽ được bình an, may mắn đó. Lòng thành thì là ủng hộ trái cây, miếng bánh đã là lòng thành để mà tạ lễ, chứ không phải là mình đem mình ấy là lòng thành rồi. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng có mua chút trái cây, chút sữa, tiền y vàng bạc này để mà tạ lễ, thì đã cho về tiền tài thành công. Cô chính phù hộ độ trì ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3 này, thì để mà linh thiêng hiển hiện tài lộc, may mắn, tiền tài, mọi sự thành công tốt đẹp. Thì các chi vị đất đai duyên trạch, thành vàng bốn xứ, bạch mã thái giám, hoàng trầm bục lý, thượng tướng đất đai, quyền trưng đao lộ, thì tại nơi lăng bà cô chính này
tư, cô 2 đến cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9. Phù hộ độ trì, linh thiêng, may mắn, tiền tài, thành công. Đếm hiển linh thì ở đây, trứng này sẽ được đứng lên. Để cô 9 trứng giáng, phù hộ độ trì, sự khăn quái thành công này. Và ở trước đà, thủy sông hà lai đồng điện, ân lai thủy mộc ở đây. Và cô 9 và các chị dị hiển linh thì để mà xin kèo thành công, trứng này sẽ đến lành ngày 8 tháng 3 này, cũng như điểm đến tiền tài. Tiền trai ở đây thì trứng gà này sẽ đứng lên, điểm đến tiền tài và mọi sự thành công. Thì ai khấn quái ở đây sẽ được thành công tốt đẹp, may mắn đó. Và ai có đồng thành ở đây cũng sẽ được như vậy. Và tôi sẽ đặt trứng gà này. Và ai chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và tôi đang trứng này sẽ đứng lên thành công. Và bắt đầu từ 00. Không một. Không hai. Ngày hôm nay trời rất gió. Không ba. Không bốn. Không năm. Lập bọc. Không sáu. Không bảy. Và tôi đang để xét ngọn điện cây này sẽ soi sáng ngày hôm nay. Gần mực thì đen, gần đèn thì soi sáng. 08. 09. Rất là gió. Số 10. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Rồi, thì 16 đã đứng đó. 16 để đứng tại nơi này, 16 và 61. 16 và 61. Một, sáu. Một, sáu. Sáu, một. Đó, một, sáu, sáu, một. Một, sáu. Là sáu, một. Thì ba, ba số là một, sáu, một. Đó. Và 616. Thì ở đây trứng đã đứng hiển linh tại nơi này. Thì 16 đây, 16 và 61. Thì cô 9 và chứng giang linh thiêng, tiền tài được trở, mọi sự thành công, cũng như lọc mùa vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Đó. 16 và 61 hoặc là 616, 6161. Và ở đây
thì cô chín chứng giám linh thiêng, tiền tài rực rỡ, thành công, mọi sự may mắn, mọi sự bình an, mọi sự tiền tài ở đây đó. Thì ai cả lọc để đem mà tại là cô chín và các chị đây tại nơi lâm bạc của chính này, thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này để mà tại là rồi. Thì trước khi tôi đốt thì có điều gì sẽ xảy ra cũng như một lát nữa có gì điều gì hay không, thì rất là gió. Rồi cuối cùng cũng đã cháy rồi. Thì Nam Mô. Thì hôm nay tôi sẽ ra phía ngoài đây để mà đốt nó. Rồi thì nhận bạc này một lát nữa nó sẽ cháy. Rồi, cuối cùng đã cháy rồi. Thì ngày hôm nay cũng đã thành công rồi. Thì tôi cũng đã xin kèo thành công. Và ở đây đã trưng này hồi nãy đứng rồi. Đó. Rồi, thì ai lập lên để mà tờ lại cũng như ai chỉ đăng ký kênh, nhấp vào chỉ đăng ký để theo dõi. Tại nơi làm bạc của chính này, đời sự linh thiêng tại này.